Xin chào, video này mình xin hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Novage của Oriflame. Oriflame là một công ty mỹ phẩm của Thụy Điển. Đây là sản phẩm tái tạo da trong 4 tuần của Oriflame qua 2 bước. Sản phẩm này có công dụng là giúp làm đều sắc da, giúp làm đều những cái sẹo mụn cũng như là làm mờ nếp nhăn vừa và sâu, làm mờ nám sạm, xe khít lỗ chân lông, tẩy da chết để làm mịn bề mặt da và làm mờ các khuyết điểm trên da. Nếu như các bạn có tình trạng da nhiều khuyết điểm như vậy, như những cái vấn đề vừa nêu trên, thì mình có thể sử dụng cái bộ sản phẩm này ngay để hỗ trợ và điều trị da trong vòng 4 tuần. Sản phẩm có chứa glycolysis và alpha hydroxy cùng với lại axit lactic, gồm có 4 cặp sản phẩm chăm sóc da qua 2 bước, và mình sẽ dùng mỗi tuần là chỉ một lần và trong thời gian là 4 tuần liên tiếp, và hiệu quả đã được khoa học của Oriflame chứng minh. Đây là bên trong của bộ sản phẩm. Mọi người có thể thấy ha, trong một bộ sản phẩm như vậy mình sẽ có 8 tiếp và 4 tiếp số 1 và 4 tiếp số 2. Ở trên sản phẩm nó sẽ có số, mình sẽ nhìn và mình sử dụng theo. Và cái này mình sẽ sử dụng liên tục trong 4 tuần. Một tuần đầu tiên mình sẽ sử dụng tiếp số 1 và tiếp số 2 đây, tuần thứ 2, tuần thứ 3 và tuần thứ 4. Thì trong 4 tuần này sẽ hỗ trợ để cho da của mình được cải thiện những vấn đề, và mình sẽ sử dụng sản phẩm này liên tục, mà nên sử dụng khi mà da thật sự đang có những cái vấn đề rất là nghiêm trọng, thì mình cải thiện lại cái làn da của mình. Đây là thông tin mặt sau của sản phẩm ha, Oriflame, và sản phẩm này được make in ở Ba Lan ha, nhưng mà Oriflame là công ty mỹ phẩm của Thụy Điển, mọi người có thể xem rõ ở đây. Vậy cách sử dụng bộ sản phẩm này như thế nào? Vào tuần đầu tiên, sau khi mình làm sạch da mặt rồi bằng sữa rửa mặt, mình sẽ dùng tới cái tiếp số 1 này. Tiếp số 1 này được gọi là peel. Mình sẽ dùng bông cô tông để tẩy, bông cô tông mà hay dùng để tẩy trang á, thấm toàn bộ dung dịch trong tiếp số 1 ra và nhẹ nhàng thoa đều lên khắp mặt. Bắt đầu từ trán rồi tiến dần xuống vùng má, mũi và cằm, tránh cái vùng mắt, môi và hai bên cánh mũi, và giữ nguyên như vậy trong khoảng 10 phút. Sau khi mình hoàn thành 10 phút bước số 1 rồi, mình sẽ tiếp tới bước số 2. Bước số 2 gọi là bước trung hòa. Bước này là sau 10 phút ở bước 1, mình dùng bông cô tông và thấm đều dung dịch ở bước 2, thoa trực tiếp những vùng da đã thoa dung dịch ở bước 1 và tránh cái vùng mắt, sau đó để nguyên và không cần rửa lại với nước và đi ngủ thôi. Thì cái sản phẩm này nên dùng vào buổi tối. Và nếu như mình có dùng chung với những cái quy trình dưỡng da khác thì nên dùng trước kem dưỡng vùng mắt và bỏ qua cái bước serum luôn, mình không cần dùng serum nữa. Nên là đây là sản phẩm đặc trị, nên là cho da bạn, nên thật sự là nếu mà có vấn đề thì mới nên dùng, và không dùng nên nếu mà da có tình trạng quá yếu, mỏng do lạm dụng quá nhiều mỹ phẩm trước đó, và nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Hy vọng video này sẽ giúp cho bạn cải thiện được làn da với bộ sản phẩm tái tạo da 4 bước của Oriflame.